Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Bên mình thì bán đàn guitar cho những bạn mới tập chơi hay những người đã biết chơi muốn tìm những cái đàn guitar tốt. Và bên mình có những mức giá rẻ từ 4-5-600, giá tầm trung từ 800 nghìn cho đến 1 triệu rưỡi, 1,6 triệu, rồi những đàn guitar cao cấp hơn từ 1,8 triệu, 2 triệu đến 3-4 triệu, và rất nhiều mức giá khác nhau. Và ở trong video này thì mình chỉ xin giới thiệu với các bạn về một cái đàn guitar, giá thì mình đã để ở trên tiêu đề rồi. Và bây giờ mình muốn các bạn muốn có thể xem qua một chút. Đây. Cái đàn này hoàn toàn 100% là gỗ thịt nguyên tấm ạ. Mặt trước là gỗ thông. Bạn nhìn thấy những đường vân gỗ thông đấy. Sau lưng là gỗ hồng đào. Được làm khá là cẩn thận. Và các bạn nhìn cái này có vẻ như là nó giống với cái đàn 1 triệu 400 nghìn của bên mình đúng không ạ? À, khóa đây, một điều đặc biệt là khóa đây thì rẻ hơn một chút. Còn tại sao lại như vậy thì mình có thể giải thích sau. Và tất nhiên rồi, một cây đàn tốt như thế này thì bao giờ cũng sẽ có cái bộ phận chỉnh cần đàn, chống cong cần đàn, hoặc là cần có cong thì sẽ chỉnh thẳng được. Đó. Vậy thì cây đàn này nó khác ở cây đàn 1 triệu 400k ở chỗ nào? 1.400k, tức là 1 triệu 4 đấy ạ. Ở chỗ nào? Thì ở đây thì chắc chắn về âm thanh nó sẽ khác. Lát nữa mình sẽ cho bạn về âm thanh đánh nghe thử. Còn về về kết cấu bên ngoài của nó thì gỗ ở đây là gỗ già hơn, được làm cẩn thận hơn từ bên trong nữa. Nhìn bên trong các bạn nhìn thấy những đường răng cưa ở bên trong đấy ạ. Có thể các bạn sẽ không quan sát kỹ, những người bạn mới có thể cũng không hiểu điều này, nhưng mà bạn cứ tạm thời biết là như vậy, còn sau này các bạn hiểu thì các bạn mới à, ok, đúng là nó đã đắt hơn thật. Còn và vì như vậy nên là nó cũng được làm nhiều cái nó cũng trau chuốt hơn. Tất nhiên phải bằng xương rồi. Vì thực tế gần đây những cái đàn triệu tư mình cũng đã nâng cấp lên cái phần ngựa và phần lược đều là bằng xương, dùng bằng xương. Đó, nhiều bạn thì bảo hay thì mình cũng thấy cũng hay, nhưng mà cũng không không quá đâu. Không nhất thiết là phải quá, nhưng mà tất nhiên các bạn muốn thì là mình cũng sẽ mài bằng xương như là triệu 6 này. Đó, và một điểm rất là đáng chú ý với các bạn, đó là với những cái đàn trước đây của bên mình, hoặc là thậm chí cái đàn kiểu như thế này, trước đây bên mình có một cây đàn như này 1,6 triệu và nó vẫn là cần ghép, hoặc là những cây dưới thấp hơn 1,4 triệu, 1,3 triệu, mặc dù là gỗ thịt hoàn toàn nhưng cần đàn vẫn là phần ghép, tức là ghép từ trên này và ghép ở dưới này. Thì với cái đàn này thì nó đã bỏ đi được một phần ghép, tức là nó đã từ đây là ghép này, nhưng mà nó sẽ từ cần này cho đến đầu đây hoàn toàn là một khối. Các bạn cái này chắc phải cầm tận một cái đàn các bạn quan sát được. Vì đây thì nhìn hơi khó, nhưng các bạn có thể nhìn thấy nó liền một mạch luôn. Thông thường nó sẽ ghép là theo cái chiều chéo chéo này. Đó. Thì ghép đấy thì sẽ hạn như nào? Thì lúc chẳng may nó có đập đúng đất này chẳng hạn, thì có thể dễ làm cho này ghép thì nó sẽ bị bong ra. Còn điều đó không phải là cây đàn này bị đập mà không bị bong. Nếu các bạn đập mạnh quá thì dù có cả cây gỗ cũng gãy, chứ không nói gì cái đàn đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cũng phải gìn giữ thôi. Nó tốt thì nó chỉ hạn chế cho mình cái khi mà đập nó đỡ hơn thôi, chứ còn nó không phải là một cái quyết định. Còn bây giờ thì mình xin đi chi tiết hơn về âm thanh cái đàn này thì các bạn cùng nghe. Để thử cái sự cộng hưởng âm thanh với giọng hát nó sẽ như thế nào thì mình sẽ hát một đoạn bài hát, tất nhiên một bài hát rất quen thuộc thôi, ngày đầu tiên đi học ạ. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dẫn em đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Và bây giờ khi quạt chả sẽ như thế nào ạ? Sẽ là mình
dài rồi và cảm ơn các bạn. Thì nếu các bạn có nhu cầu có cần tìm hiểu thông tin thêm cái đàn này thì có thể gọi điện qua số điện thoại mình đã để trên màn hình. Nếu các bạn xem ở trên máy tính thì sẽ đọc được cái số điện thoại đó, còn nếu ở trên di động thì các bạn gọi trực tiếp cho mình là số điện thoại 0936 984 989 đó. Và Facebook của mình là Nam David Trần, ba cái cách ra Nam David Trần ạ. Các bạn tìm trên Facebook là sẽ có. Hoặc các bạn đến tận địa chỉ với mình thì là số nhà 233 đường Hoàng Công Chất, gần chỗ cầu Diễn. Nếu các bạn ở tỉnh xa đến có thể đến gần bến xe Mỹ Đình và tìm thì sẽ dễ hơn. Và một cơ sở nữa là 412 vẫn là đường Hoàng Công Chất nữa. Ok. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video giới thiệu cây đàn tiếp theo. Chào các bạn.